Ngày 7 tháng 7, Công an quận 5 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Võ Thị Mai Thi sinh năm 1974, ngụ quận 4, Nguyễn Văn Lai sinh năm 1992, ngụ tỉnh Ninh Thuận, Trần Văn Chiến sinh năm 1986, ngụ thành phố Cần Thơ và Châu Thị Thủy Sâm sinh năm 1974, ngụ huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Thời gian qua nổi lên các vụ việc trạch túi, móc túi người khám chữa bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương. Qua công tác nắm tình hình đeo bám, Công an quận 5 nhận thấy nhóm móc túi có từ 3 đến 5 người, hoạt động chuyên nghiệp trong khung giờ từ 5 đến 9 giờ hàng ngày. Theo đó, Công an xác định băng nhóm này do nữ quái Mai Thi cầm đầu và hoạt động bằng thủ đoạn tinh vi, có sự phân công vai trò chặt chẽ. Cụ thể, nhóm phân công người trực tiếp móc túi, người che chắn, người đánh lạc hướng các bị hại, người cảnh giới và người giữ tài sản sau khi trộm cắp được. Từ đó, Ban Chỉ huy Công an quận 5 chỉ đạo đội cảnh sát hình sự lên kế hoạch triệt phá. Mới đây, khoảng 5 giờ ngày 6 tháng 7, trinh sát mật phục theo dõi Thi cùng đồng bọn ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Đến khoảng 6 giờ 40 phút cùng ngày, nhóm này phát hiện một phụ nữ đứng ở quầy lấy số khám bệnh. Khi đó, nhóm trộm tạo tình huống chen lấn, che chắn cho nhau, áp sát người phụ nữ và móc ví tiền của nạn nhân. Ngay lập tức, lực lượng trinh sát bắt quả tang 4 người và đưa về trụ sở để làm việc. Các nghi phạm khai đã thực hiện khoảng 5 vụ móc túi bệnh nhân tại các bệnh viện, khiến khoảng 5 bị hại ở nhiều tỉnh thành lên thành phố Hồ Chí Minh khám bệnh trở thành nạn nhân của nhóm. Tổng tài sản ước tính khoảng 30 triệu đồng.